Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một vài cái video tân thủ cho mọi người về cái thể loại là quét từng ngày. Đấy, tân thủ 7 ngày. Quen quá mà. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm ít nhất là cái tân thủ ngày 1 trước để xem một số những cái anh em có cái để mà so sánh là cái mức lực chiến như thế nào là ok. Đây, và ít nhất cũng để xem là khả năng của mình nó đến chỗ nào. Đấy. Thì đây, hôm nay là server ngày 21 thì có lẽ là video này đăng đăng chắc phải sau ngày hôm nay thì mới làm xong thì mới đăng được. Đấy. Thì server này mình online hơi hơi hơi, hơi, hơi muộn. Chiều 5 giờ chiều mình bắt đầu ngồi mình online, nhưng mà trong một con game nó không bị chịu ảnh hưởng bởi thể lực ấy, thì tôi nghĩ là online mà giờ nào trong ngày cũng thế, là miễn sao là không bị bỏ qua các cái hoạt động trong ngày là được. Đấy, một số những cái hoạt động mà tất nhiên là liver mình cũng chưa mở đâu, mới 32 đâu, nó chưa mở một số những cái hoạt động bởi vì mình không phải liver mà chưa đi qua ải ấy, nên nó chưa có mở, nhưng mà vẫn có những cái mốc như kiểu là 11 giờ đêm vẫn có thể chơi được ấy, nên là tối thoải mái. Đấy, đầu tiên là tân thủ chúng ta cần phải lưu ý cái gì ở trong cái ngày đầu tiên. Hoạt động trước các bạn thả giúp mình toàn bộ kim cương vào cái hồ nguyện ước này cho mình, nghĩa là các bạn tích kim cương để ăn cái hồ nguyện ước này hết cho mình, mốc cuối cùng là mốc 5.000 thì phải. Đấy, cái này thì trong ngày đầu tiên các bạn dư sức, các bạn chỉ cần không dùng kim cương này để mà quay tướng ấy thì dư sức các bạn có thể ăn được full cái mốc này đó. Rồi, những cái này là những cái nhận quà thôi. Ngoài ra chúng ta sẽ có đăng nhập đúng không, đăng nhập online đủ giờ thì các bạn sẽ được tặng 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 thẻ quay. À quên, đây cái này là mình thì mình lúc điểm danh lúc nào thì mình cũng lấy cái hồn lực hết, lúc nào cũng chỉ lấy hồn lực thôi. Về quay tướng thì mình cũng có 10 thẻ x7 và 8 thẻ này, là để bây giờ mình vào mình xả cho mọi người xem nhá. Đây, trước khi mà vào thì anh em nào mà đang sử dụng laptop hay là PC mà muốn tìm kiếm một cái giả lập để có thể chơi game nó mượt mà, chí ít là có thể do máy của các bạn yếu mà các bạn muốn tìm một cái giả lập nó nhẹ để chơi game mobile nó dễ dàng, thì em có thể sử dụng cái giả lập mình đang dùng, đó chính là LD Player. Đấy, link tải giả lập mình để dưới phần mô tả video cho mọi người. Ok, còn bây giờ sẽ vào chiêu mộ tướng để kiếm tướng. Gacha là phần rất là quan trọng. Mình thì thật sự là anh em nhìn này, 5 giờ nó vào online, ban ngày mình không có thời gian nhiều để mà chơi game, nên chỉ chơi có một ác thôi, không có địch mạnh Z zone cái gì hết, quay ra gì chơi chơi đấy, thế cho sành chín. Nào, anh em sẽ tích thẻ. Người chơi bình thường, hệ chơi bình thường, đường hạo luôn ạ. Người chơi hệ bình thường sẽ tích thẻ, tôi khẳng định luôn, anh em có tích thẻ đợi các sự kiện banner sẽ ấm êm hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn phải gacha đầu, ít nhất là các bạn phải gacha thử xem là các bạn để ui hai nháy luôn ạ. Các bạn phải gacha ít nhất phải được một lần x7 để các bạn kiếm một SR đầu game đã. Sau đó thì các bạn mới biết được là các bạn nên dùng gì. Thật ra ấy, lúc đầu các bạn có thể dùng cái dàn tướng R với SR được, đặc biệt cái bọn tướng thiêu đốt combo ấy được, không sao hết. Đường hạo thì còn tạm được, chứ con Nguyệt Quan này khống chế của nó như bìu ấy, nghe không hợp thế nào. Còn cá nhân mình nhá, video này là để all in, nên là tôi sẽ không tích một cái quái gì hết, all in luôn ngày đầu, không cần xả. Anh em kia tích thẻ để nó có cái lợi thế về sau này, còn mình thì sẽ xả hết để xem cái may mắn của mình trong một ngày một tối đa mình sẽ lên được bao nhiêu lực chiến, mặc dù là bây giờ thì cũng hơi thọt. Người ta online từ sáng, mình rất chiều gần tối mới online ạ. Nào, ra cái gì không, bỏ qua đây. Ủa, không ra cái gì luôn ạ. Wow, kỹ năng thật là tuyệt vời ạ. Tiếp. Ba tái tây lại ra thêm mảnh đường hạo nữa. Ba tái tây thì được, ba tái tây thì được, nếu như mà mình may mắn ra được nhiều tiểu vũ thì đi với ba tái tây thì support cho tiểu vũ thì gọi là tuyệt vời. Đường hạo tanh rồi, nhưng mà đường hạo thì ra đới mộc bạch có phải là mạnh nhỡ giờ hai con là có vẻ êm ấm một chứ, đường hạo thì nghe nó cũng không xanh chín năm đâu, nó bút cho thanh thanh niên đấy, nó chơi kiểu chơi một mình, còn có đới thì nó lại chơi theo kiểu vì team hơn, nó hiệu quả hơn. Dạ. Quay xong này đen đấy nhở, cái kiểu cái nhân phẩm, đúng kiểu nhân phẩm này, thực sự là nhân phẩm của tôi. Ồ, quay tướng thì mình cũng đẳng cấp. Ồ đây rồi, ra tiểu vũ rồi,
ra thêm một tiểu vũ nữa không? Tiểu vũ thì cỡ phải phải tầm tiểu vũ 6 ấy, 6 sao rồi mày già nó mới có sự bá đạo. Thực sự luôn ấy à. Ôi đây rồi. Ô kìa. Ô tiểu vũ thiếu niên nữa. Lừa lừa đi mạnh lừa. Là mình mừng hụt. Cày thật. Ôi. Nguyệt quan này ngày gì ra lắm thế nhở, thiên đạo lưu ạ, nó không có vào cái team của tôi rồi sao ấy. Tiếp đi, lấy tướng mà đầu game một cái mà dùng. Ủa đây rồi, ra đới, ra cả đường thần á. À, cái ông đường thần này, ông ấy nhét vào đây làm cái gì không biết. Ra đới là ngon rồi, ra đới là ngon rồi. Ra đới xong rồi sau này mình có thể kẹp đường 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 từ từ ông nào có đường gì nhỉ, mày quên xử tên lão gì tự quên tên đường hạo, lâu lâu mất trí nhớ tạm thời. Kẹp với đường hạo làm hai con tanh thì đi đi ải nó sẽ dễ 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 dàng hơn, chứ còn bây giờ cần một con đường tam đã đẹp này, chứ còn đường thần thì tôi cũng không cần. Áo tư tạp à, ôi bài này mà ra có đường tam thì tuyệt vời luôn này, tốt tiểu vũ luôn này, hợp lý này. Mai ngày 2 có thêm một tiểu vũ lên được 1 sao, lại ra áo tiếp. Ủa, má, hết thẻ luôn á, quay đen thế à, quay thế là nó hơi đen đấy các bạn à, không phải hơi đâu mà nhiều đấy, quay thế là đen vãi đái à. Có áo tư tạp. Thôi đội hình này chắc chắn là dùng tiểu vũ rồi, chứ còn chả còn cút thà như ra thêm Trần Tâm hay là Chu Trúc Thanh còn có lựa chọn, chứ còn không ra cái gì thì mỗi con tiểu vũ thì bắt buộc phải dùng, sẽ dùng đường thần. Đường thần thì nếu như dùng nó làm bổ sung sát thương thì còn được, hoặc là ra thêm nhiều mảnh thì nâng sao còn đẹp, chứ thì mạnh 2 sao thì nó cũng thế, đã có gì khác biệt. Thôi tạm tạm đi, có áo tư tạp, ba tái tây. Nguyệt quan này đấy quái ra được 2 con đã, lãng phí thật sự. Đường hạo lên 2 sao vậy thì mình sẽ dùng hai tanh dùng 3 tái tây dùng áo tư tạp và dùng tiểu vũ nhá, thế là đẹp này, combo dùng hết support rồi nào. Kiếm đồ bạo kích lên cho tiểu vũ thôi, chứ bây giờ chấp nhận, chứ bây giờ không quay được cái gì khác rồi, đen quá, quay này là quá đen luôn các bạn. Thôi tích nâng nữa chán rồi. Rồi lắp tim vào mà lên nữa chứ còn gì nữa, xem được cái gì nào, danh hiệu à, rồi bạn bè à? Kết anh em kết bạn thì kết bạn mấy ông lực chiến cao cao ấy, hoặc là buổi tối lên chat tổng nhờ anh em người ta kéo cái hồn hoàn cho đi, thì các bạn nếu như các bạn có hồn hoàn cao thì lực chiến các bạn đã đẩy được nhiều hơn đấy. Cái này chắc phải cuối cuối ngày thì mình sẽ quay lại và show cho mọi người cái quá trình cài đấy, cái quá trình mình chơi game nhá. Đầu rồi, tiểu vũ này, 3 tái tây này đấy, thì mình sẽ dùng như thế này đi. Anh em sẽ bảo là quan trọng nhất là có con bút máu thì bạn ấy không dùng, không nếu như đội hình này mà mình có một cái gì đó để mà suy nghĩ là nên dùng cái gì đó ấy, thì mình sẽ dùng, thà mình dùng con đường tam r này còn hơn là mình dùng con bút. Mình nói thật, thà mình lấy không chết hơn. Đấy, nhưng mà cái đội hình này con tiểu vũ nó sẽ hơi non ấy, kiểu tiểu vũ nó hơi non. Ok, mình sẽ quay lại với mọi người vào buổi tối. À đúng rồi, có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà mình nghĩ nhiều anh em có thể là không biết cách làm ấy. Đó là cái nhiệm vụ hồn hoàn này này. Ở cái nhiệm vụ hồn hoàn này, khi mà các bạn lắp một cái hồn hoàn bị tử vong tăng bạo kích cái này cho tiểu vũ rồi. Khi các bạn lắp một cái, hấp thụ một cái hồn hoàn nhá, các bạn nhanh tay bấm vào đây này, chọn nhanh, xác nhận, đồng ý. Đấy, cái nhiệm vụ đấy là nhiệm vụ yêu cầu các bạn mời bạn bè để giảm bớt cái thời gian hấp thụ. Thì tất nhiên là lúc đầu game này cái hồn hoàn của các bạn đang còn thấp ấy, hấp thụ nó bình thường, nhưng mà sau này các bạn sẽ thấy khi mà các bạn lên cao thì hấp thụ một hồn hoàn mất rất là nhiều thời gian, lúc ấy các bạn sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu anh em nào cần làm nhiệm vụ đấy, đấy tôi vừa hướng dẫn mọi người làm đấy. Ngoài ra ấy, thì kim cương các bạn nhớ là để tích lại nhá, các bạn để tích lại để các bạn ăn cái gói khi mà các bạn đến tầng đến ải số 6 thì phải, các bạn sẽ mở được một cái. Thôi đây để tối tôi chỉ mọi người cho dễ dàng hơn nhá. Rồi ok, tầm này thì dừng ở đây thôi, tối mình sẽ gặp lại mọi người. Ok, hello anh em.
Nói như thế nào nhỉ? Bây giờ là cuối ngày thì mọi người cũng thấy rồi, 10:50 rồi, còn khoảng tiếng nữa là sẽ reset ngày thôi, và thành quả thì thu lại chỉ được đến đây. Đấy, hôm nay thì mình còn định nói dở một cái thì bây giờ mình nói luôn. Đối với cái gói ưu đãi livestream đường Tam này ấy, thì nếu như anh em biết này, khi anh em bỏ ra 3.600 mua, nó sẽ mở ra gói của Đới Mộc Bạch. Gói của Đới Mộc Bạch thì cái quan trọng nhất các bạn cần phải mua đó chính là cái hồn cốt. Đấy, đó chính là gói hồn cốt. Với anh em không không nạp trước nhá, với anh em không nạp. Nó vừa là cái mốc để đánh giá xem chúng ta có bị thọt hay không. Tất nhiên là hồn cốt các bạn có thể mua bằng kim cương, có thể mua bằng bạc. Đó, về sau trong shop hoặc là trong những cái ID các bạn mua được. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu game như thế này, để mà bỏ qua cái gói hồn 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 cốt trị giá 8.000 kim cương kia ấy, các bạn sẽ thấy các bạn bị mất rất nhiều lực chiến, cực nhiều lực chiến luôn, mà nó sẽ làm cho các bạn khó khăn trong việc đi map. Đấy, còn tất nhiên rồi, nếu như anh em nào có cái cách chơi nó bình thường hơn, các bạn sẽ bảo không quan trọng lắm, các bạn sẽ để bạc hay để kim cương để mua ở trong shop, mà bây giờ các bạn bỏ qua gói này thì ok, các bạn có thể mua 3.600 để lấy cái gói đường Tam livestream này, lấy 3 thẻ X7 để quay thêm tướng chả sao cả, hoặc là có thể là không quay như mình, các bạn có thể tích thẻ để đợi đường Tam. Đấy, banner đường Tam ấy, hơn nữa đó là banner của team độc. Ok, không không sao hết, mỗi người có một cách chơi đúng không ạ? À? Còn mình thì chơi theo cách khác. Mình sẽ mua bởi vì con ác của mình mong muốn được cái lực chiến tốt nhất, bởi vì lực chiến cao sẽ mở ra được, sẽ giúp cho các bạn đi được nhiều cái ải hơn. Đấy là mình khẳng định. Đó, thì hiện tại bây giờ mình nói rồi, 3.600 với 8.000. Đấy, gói kiện ra 8.000 là 11.600. 11.600. Hiện tại bây giờ mình có 8.600. Nghĩa là mình thiếu mất 3.000 nữa. 3.000 kim cương. Thì nếu như may mắn thì ngày 2 mình có thể tích đủ. Đấy, mình quay hết cái gói cái thác ước nguyện rồi nhá. Đấy, mình quay hết rồi. Hoặc là nếu như không may mắn nữa thì có thể là sang đến ngày thứ ba mình mới có thể mua được. Đấy, tất nhiên là tùy thôi. Tất nhiên là tùy thôi. Đấy, nhưng mà trong vòng ít nhất là 3 ngày. Tại sao có thể đẩy lên được 3 ngày? Bởi vì anh em biết rồi, con này mở ra thì sẽ tồn tại trong vòng 24 tiếng. Đấy, còn sau khi mua gói này thì gói kia cũng tồn tại trong vòng 24 tiếng. Thì nếu như các bạn hold lại thời gian, ví dụ là đến 21 tiếng nữa, là tầm khoảng 20 tiếng nữa thì mình mua, thì nó sẽ cái thời gian cho mình chờ đợi nó sẽ dài hơn để mình hoạt động được nhiều thứ hơn. Đấy, thì đấy là một cái cách để anh em nếu như các bạn cảm thấy kim cương không đủ thì có thể hold lại. Bởi vì tôi sợ một số anh em sợ kim cương, anh em tính sai lượng kim cương ấy, đến lúc nó hết thời gian vẫn không đủ kim cương để mua. Đó. Tất nhiên là không 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 phải mua gói 8.000 kia thì có nghĩa là các bạn thọt, không ai nói như thế cả. Nhưng mà các bạn nên mua. Nên mua. Rồi, hôm nay thì mình mặc dù là mình vào muộn một tí nhưng mà lực chiến vẫn lên được khoảng 400k. Tất nhiên là 400k không phải là mức lực chiến cao. Đấy, nó là bình thường, là mức lực chiến cần những ai cũng phải đạt được. Đấy, kể cả với đội hình mà quay đen. Như mình thì mình quay đen ấy. Như mình quay đen. Đấy, một sao hết. Được hai con hai sao. Như mình thì mình quay đen. Một số anh em có thể đưa bọn SR vào ấy để chơi những cái đội hình khác, chơi những cái đội hình khác, những đội hình thiêu đốt chẳng hạn, thì team SR nó dễ lên hơn đấy, đặc biệt những cái con như kiểu hỏa vũ ấy, con đấy là con mình đánh giá là dễ nâng sao nhất, dễ quay ra nó nhiều cực kỳ luôn, thì lực chiến có thể cao hơn đấy, lực chiến có thể cao hơn. Nhưng mà nếu như anh em mà chơi team thuần SR ấy thì lực chiến cũng có thể cao hơn như thế này rất nhiều, bởi vì nó phụ thuộc vào hồn hoàn của các bạn, hồn hoàn và hồn cốt của anh em có thể sở hữu được. Đấy, nó phụ thuộc vào hồn hoàn và hồn cốt. Với hồn 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 hoàn ấy, với cái hồn hoàn này này, thì nếu như một người không nạp, tất nhiên là đi kiểu bình thường thì cũng chỉ được tầm tầm cái năm như mình thôi. Đấy, tất nhiên là một số những cái hồn hoàn thì là bắt buộc phải sử dụng, mặc dù nó thấp nhưng bắt buộc phải sử dụng bởi vì không có cái cao hơn. Đấy, như này thôi, anh em thấy không? Đấy, sẽ ngang ngang cỡ mình, ngang cỡ mình. Tuy nhiên nếu như anh em server kéo thì cũng sẽ được cỡ hồn hoàn cao hơn. Ví dụ như là cái mình có phải thú thật với mọi người, cái AS21 này là mình trở lại.
AS20 ấy, mình chơi rất là đẹp luôn, đội hình rất là đẹp. Đội hình không dùng Tiểu Vũ mà dùng Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh mình 2 sao luôn. Đối Mộc Bạch cũng chỉ một chưa có sao, nhưng mà con đường 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 hạng cũng 2 sao. Đấy, con gì ba tái tây cũng 2 sao. Đấy, nói chung đội hình nó đẹp hơn rất là nhiều, nó đẹp hơn rất là nhiều. Và mình được team ở bên S20 kéo, mình được anh em server kéo rất là dễ. Anh em trong server này kéo mình chạy rất là ngon. Như đây anh em thấy không? Ở đây chỉ số độ khó của mình là 33. Đấy, đây là mình không có thời gian đi thật sự. Thứ nhất là không có thời gian đi, chưa có thời gian chat. Thứ hai là không người kéo. Chứ còn bên kia ấy, cũng tầm này ngày hôm qua ấy, chỉ số của mình đã 48 ấy. Nghĩa là anh em nó kéo rất là căng, kéo mình rất là tốt. Tích được hồn hoàn cao. Cái hồn hoàn này toàn 2000. 2000 tầm 1007 đổ lên thôi. Con nào cũng vậy, trừ một số cái hồn hoàn mà nó chưa xuất hiện thôi. Anh em kéo gắt lắm. Anh em kéo gắt, dễ đi, lực chiến đẩy cao. Đấy, chứ còn các bạn nên là đấy cũng là một cái cách anh em trong server, nhất là có thể kết bạn được với những anh em lực chiến cao. Thứ hai là có thể quen biết gì đó, hay là nhờ anh em trên kênh chat này kéo hộ. Mình thì bởi vì tại sao mình lại phải chơi lại server này, bởi vì cái gói này này, đáng lý ra ấy là 3:30 là mình hết thời gian, là mình phải vào mua, nhưng vì bận quá mình quên xứ mất. Thế là 5 giờ mình mới nhớ chợt nó ra là mình chưa mua cái gói này, mình vào thì nó mất mẹ rồi. Nên là ác mình thôi, nó bị lỗi. Nên là bắt buộc mình đúng 5 giờ thì cái server S21 này mở từ lúc sáng rồi. Thôi không sao, vẫn vào cài lại làm cho nó chuẩn. Chứ còn quả đúng đi vào lòng đất luôn ấy, thề cay thực sự. Đấy, thì anh em có thể để ý một số những cái mình hướng dẫn mọi người ở trong tổng thể cái video này ở ngày đầu tiên. Lưu ý một số cái như vậy giúp mình, đặc biệt là cái vụ mà kéo hồn hoàn ấy là cái rất là cần thiết. Cực kỳ cần thiết luôn. Kể cả là không có người kéo nhá, thì các bạn vẫn đi ở cái chế độ, đi ở chế độ dạng cầu viện ấy, vẫn phải đi hết. Bởi vì nó ra kinh nghiệm, nó ra cái bụi để anh em nâng cấp. Đấy, các bạn phải làm hết. Ngày mai mình chưa có, thật sự không đủ thời gian làm đâu. Ngày mai mình chạy map đến tận bây giờ mới xong các bạn. Chạy map tận bây giờ mới xong. Và mình nghĩ chắc là tầm này ai cũng đang ở cái ngày 1 này mà không nạp. Ai cũng đang kẹt ở cái khai mạc này của mình, đúng không? Ai cũng kẹt ở cái map này. Đấy, đúng như là ai cũng đang kẹt thôi. Đây, mình cố lắm rồi, không thể hơn rồi. Không thể hơn được nữa rồi. Đấy, thì ok, đấy là ngày 1 của mình. Mình chia sẻ cho mọi người để anh em có thể cùng nhau có cái để mà so sánh. Đó. Còn anh em thì ngày 1 anh em đến đâu? Với một người mà không làm một cái, chưa làm một đồng nào. Chưa làm một đồng nào thì các bạn đạt lực chiến là bao nhiêu, team như thế nào rồi. Team mình thì nó hơi đen nhưng mà lực chiến thật sự là cái này cũng chưa ưng ý lắm. Đấy, mai sẽ cố gắng những ngày sau nhá. Anh em có thể theo dõi các cái video trên kênh của mình ở những ngày tiếp theo nhá. Ok, bye bye mọi người. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I